Quý vị đang theo dõi bản tin dự báo thời tiết của Truyền hình Nhân dân. Thưa quý vị, khối không khí lạnh yếu đi và mưa giảm, nhiệt độ ngoài trời lúc này ở vùng núi phía Bắc đã tăng lên ngưỡng từ 18 đến 19 độ. Vùng đồng bằng nhiệt độ từ 20 đến 21 độ, trời chỉ còn se se lạnh. Trong ngày hôm nay, khối không khí lạnh tiếp tục suy yếu đi, miền Bắc trời sẽ còn nắng. Với các tỉnh phía Đông Bắc Bộ, nắng xuất hiện muộn sau 9 giờ sáng, còn ở khu vực phía Tây Bắc Bộ, nắng xuất hiện sớm hơn. Vì thế trong ngày hôm nay, nhiệt độ ở khu vực phía Đông Bắc Bộ sẽ trong khoảng từ 25 đến 27 độ. Còn ở khu vực phía Tây Bắc Bộ, nhiệt độ cao hơn, trong khoảng từ 27 đến 30 độ. Không khí lạnh yếu đi, ở miền Trung trong buổi sáng hôm nay, các tỉnh từ Thanh Hóa trở vào đến Thừa Thiên Huế vẫn duy trì một lớp mây mỏng, nhưng đến gần trưa trời sẽ chuyển nắng. Vì thế nền nhiệt ngày hôm nay ở khu vực này sẽ tăng lên ngưỡng từ 25 cho đến 28 độ. Còn với các tỉnh thành phố từ Đà Nẵng trở vào đến Bình Thuận, trời có nắng từ sớm và cường độ nắng cũng mạnh hơn, nên mức nhiệt cao nhất trong ngày hôm nay ở đây sẽ dao động trong khoảng từ 29 đến 32 độ. Nam Bộ và Tây Nguyên hôm nay cũng có nắng từ sớm. Dự báo đến chiều, nhiệt độ ở các tỉnh Tây Nguyên sẽ tăng lên ngưỡng từ 31 đến 33 độ. Trong khi đó, ở khu vực Nam Bộ, nhiều nơi ở miền Đông, nhiệt độ cao từ 34 đến 35 độ. Các tỉnh thành phố miền Tây, nhiệt độ cũng ở mức cao, từ 33 đến 34 độ. Trên biển, khối không khí lạnh yếu đi, gió Đông Bắc trên các vùng biển đều giảm cấp. Ở khu vực phía Bắc Biển Đông, vùng biển huyện đảo Hoàng Sa, gió Đông Bắc giảm xuống chỉ còn mức cấp 4 đến cấp 5. Trong khi ở khu vực phía Nam Biển Đông, vùng biển huyện đảo Trường Sa, gió Đông Bắc ở mức cấp 4. Các vùng biển này đều không xuất hiện mưa rông, tầm nhìn xa trên 10 km. Và sau đây là dự báo thời tiết trong 3 ngày tại các khu vực trên cả nước.